Xin chào mừng quý vị khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Chúc tất cả quý vị chúng ta gặp nhiều may mắn và sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, chuẩn bị bước sang tháng 7 thì ai trong chúng ta cũng tò mò không biết rằng tháng 7 âm lịch thì số vận của mình sẽ như thế nào. Đặc biệt là với các quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Xin hé lộ với tất cả quý vị một chút, do cục diện hợp với thái tuế của năm nên trong tháng 7 âm lịch này quý vị là một trong những con giáp cực kỳ may mắn và thành công về công việc cũng như là sự nghiệp và gia đạo. Sự thành công của tất cả quý vị khiến cho nhiều con giáp phải khen tị nhưng mà cũng không kém phần kính nể và trân trọng. Trước đây, đôi khi cuộc sống của tất cả quý vị gặp phải nhiều khó khăn và trắc trở, nhưng từ nay trở đi thì không cần phải lo nữa. Do cục diện hợp với thái tuế của năm, cho nên trong tháng 7 này quý vị sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, nên mọi việc đều được hanh thông thuận lợi. Và không những vậy, nhờ vào sự phấn đấu của bản thân mình mà trong bao nhiêu năm, cho nên là sự thành công đó càng được khẳng định tốt hơn và củng cố vững vàng hơn. Thưa quý vị, may mắn không dễ dàng có được với người khác, nhưng với quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi thì nó chỉ là vấn đề nhỏ trong tháng 7 này mà thôi. Vậy nên quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có tuyệt vời này quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích về tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 7 này quý vị nhé. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Thưa các bạn, gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý thường gọi là tuổi chuột, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Thiên định, người tuổi Mậu Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến, quý trọng. Tuổi Mậu Tý thông minh, thành thạo, nhiều thứ và trí thú. Họ biết quan tâm đến người khác, khi trẻ của cải chưa có nhưng về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ cậy. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất và khi gặp tình huống nguy kịch, họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã ưu ái người nào thì cá nhân đó được họ đánh giá rất cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này là đều rất tiết kiệm. Người tuổi Tý thiên định vốn thông minh, lanh lợi, giao thiệp rộng, có tham vọng nên sẽ gặt hái được những thành tựu nhất định thời còn son trẻ. Tuy vậy, họ lại hay ỷ vào bản tính lanh lẹ mà coi thường người khác. Bên cạnh đó, tính cách cố chấp cũng gây nên những lận đận, sóng gió trong cuộc đời của những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Trong tháng này, sức khỏe bản mệnh không có điều gì đáng lo lắng và nếu đau yếu cũng chỉ qua loa, gặp thầy gặp thuốc, nhanh lành bệnh. Đương số có thể lực khá sung mãn, thoải mái làm điều mình mong muốn, tài vận khá lý tưởng, lương hưu được cải thiện, có thêm thu nhập phụ hoặc được con cái hỗ trợ thêm. Tháng này gia đạo yên ổn, các mối quan hệ gia đình bạn bè, họ hàng, xã giao đều hài hòa tốt đẹp. Nhờ có thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà luôn được mọi người quý mến kính trọng, gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững chính là những niềm vui tinh thần cực lớn đối với con giáp này. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Mậu Tý cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao và tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Đa phần tuổi Mậu Tý đều đang an nhàn hưởng tuổi già. Nếu vẫn còn đang làm việc, mọi thứ suôn sẻ, kết quả khả quan. Trong tháng này, mệnh chủ có thể nhận được một số cơ hội hợp tác làm ăn có lợi, còn có thể được quý nhân phù trợ, đặc biệt là trong các dự án hợp tác về bất động sản hoặc các chính sách hỗ trợ xã hội. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, không ít người dễ gặp họa phá tài, phải bỏ ra một khoản lớn vì anh em bạn bè hoặc đổ nhiều tiền đầu tư vào các dự án bất động sản nhưng chưa thể thu được thành quả như mong muốn.
Nếu tình hình đầu tư không hiệu quả đó mãi kéo dài, đương số nên suy nghĩ lại về con đường mình đã chọn, đừng cố chấp một cách mù quáng, cũng nên hạn chế giao lưu với những người không đáng tin cậy. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo phong thủy lộc tài, trong tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần, tình hình sức khỏe của những người tuổi Mậu Tý được cải thiện khá rõ. Một số căn bệnh mãn tính cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt nhờ hợp thầy, hợp thuốc. Tháng này thời tiết cũng bắt đầu vào hè, thời tiết cực đoan có thể sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản mệnh. Các bạn hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục, vận động đúng độ tuổi, đừng quên các buổi khám định kỳ với bác sĩ. Đi lại trong tháng này cũng cần phải cẩn thận hơn, chỉ một chút không may mắn dẫn đến ảnh hưởng nhỏ đến sức khỏe của các bác thì cũng rất khó hồi phục. Các quý vị gia chủ Mậu Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, xem tử vi Mậu Tý sinh năm 1948, các mối quan hệ gia đạo trong tháng đều được duy trì ở mức ổn định, hài hòa. Đặc biệt nữ mệnh sẽ may mắn hơn tình cảm so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan nên luôn có thể chu toàn cuộc sống, vừa chăm lo đầy đủ cho gia đình lại vừa không quên chăm sóc bản thân nên gia đạo yên ấm vô cùng. Nhìn chung gia đạo an yên và không có điều gì đáng phải lo ngại, bản mệnh vui vầy bên con cháu mà không bị những mâu thuẫn xung đột gây phiền nhiễu. Tuy nhiên cũng không thể tránh được những thời điểm bị ảnh hưởng của tâm lý tuổi già nên sinh buồn tủi, cảm thấy không ai hiểu mình, rất cần người bên cạnh chia sẻ kịp thời. Ngoài ra ở độ tuổi này, mệnh chủ nên suy nghĩ thoáng hơn, con cái đã lớn thì hãy giao quyền quyết định cho con cái, tránh can thiệp và quản lý quá chặt chẽ sẽ gây nên khúc mắc giữa hai bên. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Mậu Tý trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 7 năm 2022, tức ngày 9 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp, giáp ngọ, có nạp âm, thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 7 năm 2022, tức ngày 21 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp, bính ngọ, có nạp âm, thiên hà thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ, tuổi Mậu Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mậu Tý trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 7 tháng 7 năm 2022, tức ngày 4 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Sửu, có nạp âm Phích Lịch Hỏa, ngày âm lịch ngày 19 tháng 7 năm 2022, tức ngày 16 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Sửu, có nạp âm Bích Thượng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị
có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về lá số tử vi của tuổi Mậu Tý 1948 trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này, quý vị sẽ có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch với nhiều những thành công và may mắn. Thưa quý vị, cuộc sống thì đôi khi có những khó khăn, chính là để thử thách chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống, mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Trước khi rời đi, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Đó sẽ là cách mà quý vị ủng hộ chúng tôi, những người thực hiện chương trình này. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi tới cuối video. Xin mến chào và hẹn gặp lại.